Như vậy. Holy shit. Gì đây? Có ngôi sao hiểu. Ủa, chìa khóa nè. Ok, mình có chìa khóa rồi. Thôi, mình có chìa khóa rồi, mình đi thôi cho Sô ơi. Let's go, đi thôi. Đi. Đi. Ok, đi thôi. Có đường chạy ra khỏi đây không vậy? Bây giờ mình phải kiếm đường chạy trước khi... Chạy mau, cái này đó. Thôi, chạy mau, run, chạy, éo cái gì nữa, chạy mau, chạy. Đừng giết tao, làm ơn, chạy mau, cái này đó. Đừng quay trở đi xung quanh hết, chạy thôi, một đường thôi, cái này đó. Chạy, sao tới cổng thôi, run. Chạy mau, ra được rồi. Run tới trước đâu, chạy ra trước chạy. Mình phải mình thấy có cái giống như cái chìa khóa, thằng này đang đi tuần tra hả? Mình qua được không? Holy shit. Run. Ah, fuck my game. Bạn vẫn đang cười. Như là đo mạch hay cái gì mình không biết. Đây hả ta? Là cái này hả? Hi ba. The shield is in it. That which will not bend must break. The broken will become my vessel. I am here. Those who do not know me will know me when they hear the knock. The shield is in it. That which will not bend must break. The broken will become my vessel. I am here. Those who do not know me will know me when they hear the knock. Come back! Oh! Do you know me? Béo? I know you. Mày biết cái bếp, bà biết cái bếp. Bà biết con ăn gì không? Không nha. Có tiếng gì nó ngoài đây à? Oh! Chào bà! Bà đang làm gì đây? Đập đầu vào đó à? Không tốt đâu bà ơi. Bà ơi bà, mẹ ơi cái mông của bà ghê phải, vừa già vừa lộng khộm. Sao không phải là một cô gái trẻ vậy trời. Bà già quá. Bà ơi bà lên giường mổ cho con tí được không? Con cần phải mổ và khám nghiệm tử thi của bà ấy bà ơi. Mình không nghĩ mình không nên đến gần đâu, ghê vãi. Đóng cửa lại. Nope. Never. Ok, bà ơi. Bà. Ôi. Bà ơi. Ôi, đừng để cửa đóng cửa. Hi. Con cũng làm được á. Cái gì vậy? Bà chết hả bà? Bà tự đập đầu vào tường bà chết mẹ rồi. Cho đứa nhóc lên giường ngủ. Không, nó vẫn còn đang giờ chơi mà. Mẹ nhìn ghê mày rồi. Mình giết thằng bé rồi. Oh my god. Chạy lên. Chạy mẹ mà đi. Rồi chạy đi kìa. Chạy đi, chạy, lên, chạy đâu, chạy, chạy, lên. Đừng chết. Bà nổi điên rồi. Bà điên rồi, bà điên thấy mẹ bà rồi. No, run, may quá, stamina mình không mất. Chạy, đi con mẹ nó, bà chạy nhanh vậy. No. Fuck, mình phải chắc cái cửa nữa hả? Fuck. Wow. Chạy mau!
Oh fuck, oh fuck. Ok, ok. Mạnh mẽ lên, Phước béo, mạnh mẽ lên. Thôi, để mạnh mẽ được. Tao là một thằng con nít. Tao sợ má mày thôi. Bạn kiếm được 3 trên 7. Ôi cái mẹ mày. Ôi cái mẹ mày. Mẹ trời bảo tiết là thanh niên đòi ra ngoài ngáo à. What the fuck Camera tự quay luôn à. Ok. Mình không quay camera được luôn nè. Camera tự di chuyển rồi. Giờ mình chỉ có nhấn nút đi thẳng hả. Mình máu nhiều vãi. Thanh niên là chảy máu đít à. Úi dồi ôi. Thanh niên là hay thanh niên tới thán thế. Nhiều vậy kích. Ôi mẹ. What the fuck. Ôi mẹ con. Thôi thôi. Lùi lại chú. Lùi lại. Đi về. Như vậy. À, thanh niên non. Bánh hạt nhân hết. Bánh hạt nhân chú mày nôn sạch rồi. Ngon vãi nồi. Ồ cái gì vậy vậy. Làm gì có ai đuổi chú đó mà chú chạy ghê vậy. What the fuck cái bông. Ôi đi tìm bông cái vậy. Ồ hai anh. Ồ người anh cũng chạy xe. Thế rồi hả. Ồ ồ. Người bà đó bà đẻ mà. We need to save the child. It's her last wish. It's a boy. How should we name him? Trời ơi, thằng con xấu xí nhất mà mình từng thấy. Và thằng đó là mình. Thằng con xem mình vừa chửi mình tự chửi chính mình luôn. Was sitting on the toilet and I was wearing my watch. And they fell right down into it. Okay, it's the only thing I had left on my bag. Rồi. Cứ chưa muốn gì đó một mấy mẹ ơi. Kinh vãi đạn. Oh shit, oh thanh niên. Oh, ôi dồi ôi. Oh, ôi dồi ôi thanh niên. Oh, mình phải thọc tay xuống đây hả. Oh. Oh my god. Oh my. Oh shit. Oh, cái này là oh shit thiệt luôn. Lớn lắm nhưng mà mình kiếm cái chìa khóa ở đâu vậy? Mình ngồi được không? À mình ngồi được mà. What the fuck? Ôi đi mẹ! Ôi đi mẹ! Oh my god! Để xem ra! Để xem ra! Ôi sao mình kẹt rồi? Đợi chút. Game này ghê quá. Oh my god. Chị mình kiếm chìa khóa. Nó thấy mình hả? Sao nó thở vậy? Ôi cái mẹ. Mẹ nó ra vậy. Nó bị tê lê. Con lằng này bị tê lê. Mày hả? Đi mẹ. What the fuck? Nhìn ở đây. I cut my arm getting away from him. Oh god. You had to kill him, didn't you? God damn it. That was my brother. I came down to see him and. Sao mày ngu vậy? Easy, it's all right now. Nó là zombie rồi nó đến phải anh trai mày nữa đâu? Anh trai chủ đây phải không? Anh trai chủ đấy phải không? Anh trai chủ đấy không? Thấy gì không? Đây là anh trai chủ đấy. Không có gì hết hả? Anh tiếp nha. Nhạc đàn nha. Come on, you can't be serious. Watch this. Ok, thanh niên nhảy à, tính nhảy à.
Jesus, don't move! I'll get help! Ha! I was just fucking with you! Son of a bitch! What? You can't take a joke? Come on! Get your ass down here! Pressed on a crutch. Rồi, thằng nhóc nhảy được thì mình phải nhảy được chứ nha. Rồi, khởi động tay chân. Oh! What the fuck cái gì vậy? Oh shit. Đến nhầm chỗ rồi, mình đến nhầm chỗ rồi. Anh ơi thôi. Bye bye anh. Wow. Nhanh tí coi. Em mà có bình xăng là em chơi được anh rồi đấy. Chào anh, em bảo đâu anh nhé. Rồi, hôm nay chúng ta có gì ngoài sân nè? Hy vọng là không phải xác thằng nào đó ngoài sân lần nữa. Ê, về xác ảnh thôi kìa. Hello. Rồi, ra thôi, ra sờ xác của ảnh, sờ sờ cái mông ảnh coi ảnh tỉnh á. Giống như PUBG các bạn. PUBG bạn cứ sờ mông nó là tỉnh à. Ấy sao mình đứng rồi, ồ đứng gần rồi, từ nhìn chờ coi. Không có người ngoài hành tinh, ok. Ảnh sờ nó đi. Sờ mông nó, cái tầm 10 giây là nó tỉnh à. Sờ mông nó. Fuck. Cat? Con mèo lại nào mà đi như thế? Oh god. No. It's Santa. Là Santa. Oh, Liver. No, bạo xuất hiện. Như một vị thần. Oh, ho, ho, ho. Someone's been naughty. Oh, ai đó hư á. Và không ngủ. What is this? Cái gì đấy? Ugly. Cooking. Bánh xấu vậy đâu. What? 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 What the f... Oh, God. Aaron. Aaron, thằng Aaron đó hả? Oh, my God. Cái cảnh tượng gì đây? Holy! Oh my god! Trời ơi! Mẹ nó thốn! Oh, cái cảnh tượng gì đây? Holy shit! Oh my god! Oh my god, Aaron! Mẹ ơi, đây có vẻ như là một cái chết mà coi như là... Mẹ nó thốn, tự nhiên biết nó thốn lên tới tận họng đó! Chào thầy. Để anh máy sợ ánh sáng là vậy mình tắt đèn sao? Nhện ơi, mày xong rồi con ạ. Mình bắn con nhện hả ta? Bắn được con nhện không nhỉ? Bắn con nhện nha. Kapow! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ủa, sợ có dưới ở đó. Hết rồi mà. Chắc lộn lên thôi. Ok. No! No!
my god. Oh shit. Bắn lên con mẹ mày. Mẹ con chuột nó tự giật lên luôn. Rồi bây giờ mình cài Zenith vào rồi. Đợi nhiệt đầy lên. Rồi nhiệt đầy rồi, nhấn phanh. Mình đã đem Zenith rồi. Tông nó, đúng rồi tông nó. Tông chết bà mày chú luôn. Chết chưa kêu, kẹt nó đi. Chết chưa, nó chết rồi. Đương nhiên rồi. À sẽ... 1 2 3 và một cách nào đó mình đã khởi động xe rồi. Yeah, chạy thôi. Run. Yes. Bố mày đã thoát. Cút đi, tao thắng rồi. Yeah. Ôi đi con mẹ. Yes, mày lâu thế nhỉ. Ồ, có tiếng hét kìa. Chuyện gì để nó xảy ra vậy? Bọn nó không định đánh ngất ông già đấy chứ. Mình đã nói với nó rồi, đừng có mà làm khó quá với bọn ông già. Tiếng chân à? À, bọn nó đến rồi. Tiếng chân, nhạc lên rồi. Cổng mở rồi. Ông già đã bước ra. Ôi sao mình nổi hết vậy? Đi kìa. Ông sâu vậy? Sao đang ông sâu vậy? Bye bye hàng nằm đó luôn. Cảm ơn, hy vọng các bạn đã cảm thấy vui khi xem video này của mình. Và rồi đây cũng sẽ là đánh mất dấu ấn. Mình đạt được 400 lượt đăng ký. Và mình hy vọng lần tiếp theo sẽ được 1.000 lượt đăng ký và 10.000 lượt đăng ký. Yeah. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video Phước Béo. Và đây là video những cảnh sợ nhất của mình đây, trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Out. Bye bye.